nếu trả lời có cho năm câu hỏi này anh em chính là người đàn ông giàu có trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nếu các ông đặt chính mình lên bàn cân cùng với một người khác thì tôi tin các ông luôn nằm ở vế nhẹ cân hơn bởi vì thế giới vốn là luôn có người thành công hơn luôn có người tài năng luôn có người đẹp trai hơn và tất nhiên luôn có người giàu có hơn Vốn đặt bản thân mình và người khác lên cùng một bàn cân là chuyện quá khập khiễng vì chẳng có dữ liệu chung gì để so sánh. Các ông chỉ nên đặt bản thân mình của ngày hôm nay và bản thân mình của nhiều ngày trước lên so sánh, nếu trả lời được 5 câu hỏi này với câu trả lời là có, tôi tin anh em chính là người giàu có nên xem bảy thứ mấy gã giàu có hay khuyên nhưng họ chẳng bao giờ là một anh em có đủ tiền để có thể có những lựa chọn không nhiều người phải đầu bù tóc rối để chạy lo cho từng bữa ăn nhiều người phải vay đầu này mượn đầu kia để trả cho từng hóa đơn vào cuối tháng tệ hơn nhiều người không đủ tiền để có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản mỗi ngày của bản thân mình đối với họ chỉ có một con đường duy nhất một lựa chọn duy nhất và không thể suy nghĩ đến những vấn đề khác vậy nên nếu anh em có tiền để suy nghĩ xem mình nên đầu tư ở đâu mình nên mua chiếc áo này hay đôi giày kia mình nên đặt vé đi du lịch vào tháng mấy các ông chính là một trong những người giàu có có thể lựa chọn có thể dùng tiền để hưởng thụ dù là những điều nhỏ nhất đấy quả thật đã là một điều may mắn hai anh em cho đi nhiều hơn nhận lại không khi nhắc tới giàu có chúng ta thường chỉ nghĩ đến những giá trị vật chất như tiền bạc hay tài sản nhưng có một cách làm giàu bền vững hơn đơn giản hơn và nhiều khi là có ý nghĩa hơn rất nhiều chính là chuyện cho đi có người đọc đến đây sẽ vội nói ngay, tôi làm gì có tiền mà cho, nhưng ai bảo các ông cứ phải cho tiền, nên xem 30 hành động nhỏ hàng ngày của một người đàn ông tử tế trong một cuộc nói chuyện. Các ông sẵn sàng im lặng lắng nghe người kia tâm sự đó chính là cho đi, nhưng điều các ông nhận được là sự tôn trọng của họ là nâng cao khả năng lắng nghe và là sự tin tưởng mà những người xung quanh dành cho mình những điều đó chưa chắc một người có nhiều tiền đã mua được trong cuộc sống hàng ngày các ông chịu chậm lại một chút để giữ cửa thang máy cho người khác các ông chịu mất công một chút để giúp đỡ một cụ già qua đường sự tử tế ấy sẽ giàu có lên mỗi ngày và anh em sẽ nhận ra rằng mình đang sở hữu một khối giá trị cách xù mà chẳng ai có thể lấy đi được ba anh em có đang làm việc cho chính mình không câu hỏi này có hai nghĩa nghĩa thứ nhất có lẽ anh em cũng biết đó là tự mở công ty tự kinh doanh bởi vì hầu như chẳng có ai làm giàu từ việc đi làm thuê cả trừ khi họ đột nhiên trúng số độc đắc nghĩa thứ hai làm việc cho chính mình nghĩa là tinh thần trách nhiệm và mức độ đầu tư của anh em khi làm việc như chuyện chúng ta đi làm nếu anh em còn nghĩ là làm cho xong để hoàn thành rồi cuối tháng lĩnh lương suy nghĩ đó khiến các ông nghèo nàn đi mỗi ngày hay thử nghĩ nếu đây là công ty của mình anh em sẽ làm mọi chuyện theo cách tốt nhất như thế nào? 4. Các ông có đang đầu tư vào bản thân mình không? Một trong những khoản đầu tư không bao giờ sợ lỗ chính là đầu tư vào bản thân mình. Không ngừng mài rũa kỹ năng, học thêm thói quen mới, mở rộng các mối quan hệ và cải thiện những điểm yếu của bản thân đầu tư bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày các ông có không muốn thì sự giàu có cũng tự tìm tới nên xem năm nguyên tắc đầu tư cho bản thân để trở thành phiên bản hấp dẫn hơn năm anh em có biết cách thưởng thức cuộc sống của mình chưa chưa chắc tất cả những người có tiền đã là những người biết cách thưởng thức cuộc sống ăn một món ăn trong nhà hàng năm sao có thể là chuyện đơn giản nhưng biết thưởng thức món ăn dù chỉ là một món ăn vỉa hè thôi và biết tôn trọng những người tạo ra nó không phải ai cũng làm được có nhiều tiền thì cũng khó nhưng cũng khả thi nhưng cảm nhận được hạnh phúc từ những điều đơn giản và nhỏ bé thì khó hơn nhiều